Cô hẹn tôi đến đây làm gì? Hôm nay tôi đến đây để nói với cô là tôi và anh Cao thật sự yêu nhau. Anh ấy cũng bảo tôi đến đây để nói chuyện rõ ràng với cô. Tôi mong là cô sẽ biết điều mà rút lui đi. Chuyện này tôi không thể nào mà nghe từ một phía được. Tôi sẽ chờ anh Cao đi công tác về. Rồi lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ba mặt một lời. Có phải là cô vẫn đang lưu luyến anh ấy đúng không? Rõ ràng là lúc trước cô đã nói chỉ cần anh ấy nói ra thì cô sẽ rời đi mà không quay đầu lại cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại lật lọng? Cô chỉ dám nói mồm thôi à? Cô... Chuyện của con dâu tôi, không mượn cô phải xen vào. Bác... Mẹ... Sao mẹ ở đây à? Nếu mẹ không đến đây ấy, thì có người ấy lại tưởng con có một mình mà muốn nói gì thì nói à? Bác, cháu không có ý đấy ạ. Cô không có ý đấy thì có ý gì? Tôi chưa thấy một đứa con gái nào mà mặt dày như cô đấy đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác, rồi lại còn vênh váo trước vợ hợp pháp của người ta nữa. Cháu... Chỉ vì cháu yêu anh Cao thật lòng cho nên là cháu mới làm như thế thôi ạ. Cháu chỉ muốn Lan Anh thành toàn cho bọn cháu thôi ạ. Chuyện của cô với con trai tôi ấy thì tự hai người giải quyết đi. Đừng có lôi những người vô tội vào. Nếu hôm nay tôi biết cô hẹn Lan Anh ra đây ấy, thì tôi nhất quyết không đồng ý đâu. Cô về đi. Và từ giờ đến sau này cô đừng có làm phiền con dâu tôi. Nếu không ấy, tôi không bỏ qua đâu. Dạ vâng. Vậy cháu xin phép về trước. Cháu chào bác ạ. Con hãy nói chuyện rõ ràng với cái thằng Cao. Nếu nó mà còn ngoại tình ấy, con bỏ nó đi. Mẹ... Một người đàn ông mà đã có vợ rồi ấy, vẫn còn ngoại tình ấy, không đáng được tha thứ đâu. Nếu nó mà không trân trọng con ấy, sau này nó sẽ phải hối hận. Con nên nhớ, dù sau này có chuyện gì chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ của con. Con cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ lúc nào cũng bên cạnh và ủng hộ con. Trả lại đây, trả lại đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói rõ tôi nghe xem nào. Tên Cao thì đến ngoại tình rồi. Cậu có biết không? Nhân tình của hắn ta còn đến đe dọa tôi, bắt tôi phải ly hôn với hắn ta nữa. Cậu nghĩ thử xem, tôi phải làm gì bây giờ? Tên khốn đi dám ngoại tình à? Phải cho nó một trận. Không cần. Tôi gọi cậu đến đây chỉ cần cậu nghe tôi tâm sự là được. Cái chuyện đã đến nước này, cậu định tính như thế nào? Tôi muốn ly hôn lắm, nhưng mà tôi chỉ sợ một người dị nghị thôi. Nếu cậu cảm thấy không thể sống cùng hắn ta nữa thì cậu cứ ly hôn đi, đừng quan tâm người ngoài nói gì. Cậu yên tâm, tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu. Cậu nói đúng. Tôi nhất định phải ly hôn với hắn ta. Tôi không thể nào mà chung sống với một người chồng mà đi cặp kè với một người phụ nữ khác bên ngoài như vậy được. Cậu cứ làm những gì mà cậu cho là đúng đắn đi. Mẹ ơi, con phải đi thật rồi ạ. Con cảm ơn mẹ, bởi vì thời gian vừa qua đã yêu thương và quan tâm con như con ruột của mình. Mẹ cứ tưởng chúng ta sẽ được ở cùng nhau cả đời, ai ngờ mọi chuyện xảy ra mà mình không thể nào mình biết trước được mẹ ạ. Con hy vọng là trong thời gian tới con không ở bên cạnh mẹ. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Mẹ biết rồi, con cũng sống thật tốt con nhé. Thằng Cao đúng là ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng. Mẹ ơi. Sao vậy con? Con và mẹ không có duyên là mẹ chồng nàng dâu, thì mẹ có thể cho con xin phép được nhận mẹ là mẹ nuôi được không ạ? Con muốn là từ nay về sau, nếu như mà có thời gian, con sẽ ở bên cạnh mẹ và chăm sóc cho mẹ, có được không ạ? Được, được chứ. Con gái yêu của mẹ. Mọi chuyện xong hết cả rồi chứ? Mọi việc xong hết rồi, chỉ cần đợi anh ta về ký giấy nữa là xong. Tớ chỉ mong cậu cố gắng bỏ qua quá khứ
và hướng tới thực tại. Phía trước mắt cậu có rất nhiều điều tốt đẹp chờ cậu khám phá đấy. Tớ biết rồi mà, tớ mạnh mẽ lắm, không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ sợ cậu buồn quá mà sinh bệnh thôi. Tớ cảm ơn cậu, bởi vì thời gian vừa qua lúc nào cũng bên cạnh và đồng hành cùng với tớ. Cậu đừng khách sáo như vậy, chúng ta là bạn của nhau cơ mà. Đi thôi. Đến giờ ăn cơm rồi. Cậu ăn cơm đã, rồi tí nữa làm tiếp nhá. Cậu cứ để đó đi, lát xong việc tôi sẽ ăn. Không được. Nếu như cậu không ăn thì tôi sẽ không để cho cậu làm việc đâu. Được rồi, tôi ăn bây giờ được chưa? Đấy, ngay từ đầu cậu nghe lời tôi như thế có phải tốt hơn không? Một người toàn năng như cậu, thật sự tôi không muốn nhường cậu cho ai cả. Chỉ cần cậu muốn thôi thì tôi sẽ không yêu ai nữa. Tôi sẽ độc thân và ở bên cạnh cậu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu cả đời, cho đến khi cậu chán thì thôi, có được không? Cậu hứa rồi đấy nhá, cứ thống nhất như vậy đi. Cố gắng lên nhé cô gái. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu. À, mẹ ơi, hôm nay mẹ qua nhà con ăn cơm nhé. Con sẽ nấu những món mà mẹ thích. Được, lâu lắm mẹ chưa ăn các món con nấu. Này, tại sao hai người đã ly hôn rồi mà cô vẫn cứ bám lấy mẹ của anh Cao vậy? Tôi đi dạo với mẹ thôi, không có ý gì cả. Ai mà biết được cô có ý định gì đen tối không? Tôi nói cho cô biết nhá, tôi và anh Cao sắp kết hôn rồi, thế cho nên cô đừng nghĩ là mình sẽ quay lại được với anh ý nữa. Tôi làm gì, đi đâu hay với ai ấy không liên quan gì đến cô, nên cô đừng có quản nhiều như thế. Cháu chỉ sợ là bác bị cô ta lừa thôi ạ. Tôi đã nhận mẹ là mẹ nuôi rồi, cho nên việc tôi đi với mẹ hay không đó là việc của tôi, cô đừng có mà quan tâm nữa. Và cô cũng yên tâm, tôi không có thói quen đi nhai lại đồ cũ như vậy đâu. Mà thôi, bây giờ tôi có việc, tôi xin phép đi trước. Mình đi thôi ạ. Người đã đi rồi, anh còn định nhìn thì bao giờ nữa? Đâu, em đừng hiểu lầm, anh có nhìn cái gì đâu. Ơ kìa, My. Nữa rồi đấy à? Anh có biết đây là lần thứ 5 trong tuần anh về nhà với cái tình trạng như thế này rồi không? Anh phải ra ngoài gặp đối tác, chỗ này lại uống hơi nhiều rượu. Đợi anh ký kết xong hợp đồng này, anh sẽ hạn chế đi lại nha. Anh nói có thật không đấy? Hay là anh lại trốn tôi đi hú hí với con nào rồi? Em làm sao thế? Anh bận bao nhiêu việc, thời gian đâu mà anh tư tưởng người khác nữa. Mới cả em rảnh ấy, em dành thời gian đi ra ngoài dạo với cả bạn bè đi. Đừng ở nhà suy nghĩ linh tinh nữa. Cái gì? Ý anh là tôi rảnh quá, tôi ở nhà ăn không ngồi rồi ăn bám anh đấy à? Đủ rồi, anh không có ý đấy. Anh mệt rồi, em vào ngủ trước đây. Tôi còn chưa nói xong mà, anh đứng lại đây cho tôi. Anh mở cửa ra cho tôi. Anh bị tôi đòi đúng rồi, cho nên là chột dạ chứ gì. Mau mở cửa ra nói chuyện với tôi đi. Mở ra. Anh yên tâm đi, tôi đưa mẹ đi du lịch mấy hôm rồi sẽ về. Vậy làm phiền em nhá, lần này anh bận nhiều việc, không có thời gian quan tâm đến mẹ. Mẹ đi với em, anh cũng yên tâm hơn. Tôi biết rồi, nếu như mà không có việc gì nữa thì tôi vào nhà đây. Lan Anh này. Có chuyện gì à? À, cũng không có gì đâu. Chỉ là bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, em ở một mình, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.
My, xem lại ở đây. Tôi mà không ở đây thì làm sao mà chứng kiến được cảnh vừa rồi? Có phải là anh vẫn chưa quên được cô ta đúng không? Em đừng có hiểu nhầm. Anh chỉ đưa mẹ đến để đi du lịch với cả Lan Anh thôi. Dù gì cũng là vợ chồng cũ, đứng lại nói chuyện mấy câu thôi mà. Nói chuyện mấy câu á? Nói chuyện mấy câu thì có cần phải nắm tay nắm chân thân mật như thế không? Anh nói đi, có phải là anh muốn quay lại với cô ta rồi bỏ tôi đúng không? Em đừng có suy diễn như thế nữa có được không? Anh với cả Lan Anh không thể quay lại với nhau được nữa rồi. Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin hả? Nếu như mà thế thì bây giờ anh hứa đi, từ giờ trở đi anh sẽ không gặp cô ta và bất kỳ người con gái nào khác thì tôi mới tin. Em đừng có áp đặt vào anh như thế nữa có được không? Anh có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, chẳng lẽ anh không được có bạn bè nữa? Anh chỉ cần có tôi thôi là đủ rồi, còn những người khác ấy có hay không đâu có quan trọng. Vì em thay đổi rồi, trước kia em hiểu chuyện bao nhiêu thì bây giờ em vô lý bấy nhiêu. Anh thật sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ em đã chia tay Lan Anh rồi. Cái gì? Ý anh là tôi không bằng cô ta á? À? Anh được lắm, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Bây giờ anh còn dám đẩy tôi nữa? Cứ thôi đi anh đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Từ bây giờ ấy, chúng ta chia tay, đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa. Sao không gọi được cho cô ấy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy vẫn gọi được cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ lại không gọi được? Hàn Anh, dậy đi. Ngủ thế này đêm lại mất ngủ đấy. Nào, dậy đi nào. Sao người lại nóng thế này nhỉ? Hàn Anh, Hàn Anh. Hàn Anh. Dậy uống thuốc đã, xong rồi ngủ tiếp. Hàn Anh. Hàn Anh. Uống thuốc đi, cho mau khỏi nhá. May quá. Cô ấy hạ sốt rồi. Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Tôi có bị làm sao đâu. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Cậu không nhớ gì à? Chiều nay cậu bị sốt cao đến bất tỉnh, cả người nóng ran ấy. May mà tôi cho cậu uống thuốc kịp thời nên mới đỡ đấy. Sáng nay tôi cảm thấy người mệt mỏi cho nên tôi ở nhà. Nằm nghỉ ở nhà một lúc thì ngủ lúc nào cũng không hay. Mà tôi cũng chẳng biết là mình bị sốt cơ. Tôi cảm ơn cậu nhá. Lúc nào cũng đến bên cạnh tôi khi mà tôi cần. Đúng là một người bạn tốt. Đừng có mà đánh trống lảng. Tôi có làm cái gì đâu. Cậu ấy chẳng bao giờ biết để ý đến sức khỏe của mình gì cả. Ngày hôm nay nếu mà tôi không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Thế mà cậu chẳng bao giờ nghe tôi. Tôi biết lỗi rồi mà. Tôi hứa với cậu là từ lần sau tôi sẽ không bao giờ để bản thân của mình như vậy nữa. Tôi biết lỗi rồi mà, bỏ qua cho tôi đi nha. Lần này thôi đấy nhá. Nếu lần sau mà cậu còn như thế thì tôi không quan tâm đến cậu nữa đâu. Tôi biết rồi, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện lần sau nữa đâu. À mà đi ăn đi, tôi đói lắm rồi.
đến đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với cả Lan Anh. Anh đi ra chỗ khác đi. Anh Nam không phải là người ngoài. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Anh với cả My đã chia tay nhau rồi. Bây giờ mới phát hiện ra chỉ có em mới là người đối xử tốt với anh thôi. Anh hứa sẽ thay đổi và sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Em cho anh cơ hội sửa sai nhé. Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi. Anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Không thể nào. Anh không tin. Có phải vì em vẫn còn giận anh cho nên em mới nói như thế không? Những lời mà tôi nói với anh đều là sự thật. Giữa tôi và anh không có mối quan hệ gì cả. Cho nên tôi hy vọng là từ nay về sau anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Cái mối quan tâm duy nhất của chúng ta bây giờ chỉ có thể là mẹ thôi. Thôi được rồi. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Bây giờ anh sẽ về nhà và đợi tin của em. Anh đi trước. Cậu nói như vậy không sợ người khác hiểu lầm à? Họ sẽ nghĩ xấu về cậu đấy. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi nữa. Điều tôi quan tâm bây giờ... Cậu quan tâm gì? Là cậu suy nghĩ thế nào thôi. Tôi... Ý của tôi là... Tôi chỉ quan tâm là khi tôi nói cậu là người yêu của tôi thì cậu sẽ suy nghĩ thế nào. Chứ còn người ta nghĩ gì tôi chẳng quan tâm nữa. Ngày trước tôi từng suy nghĩ là sẽ không bao giờ nhường cậu cho bất kỳ ai khác. Nhưng mà bây giờ tôi lại nghĩ lại. Nếu như bây giờ cậu thuộc về tôi thì tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng điều đó nữa. Cậu có đồng ý với tôi không? Cậu đang nghiêm túc đấy à? Tất cả những lời mà tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi đang nghiêm túc với cậu đấy. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Thế là từ giờ trở đi tôi không phải lo lắng cậu sẽ biến mất nữa rồi. Cậu không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Bởi vì từ trước đến giờ người tôi thích chỉ có duy nhất một mình cậu thôi. Lan Anh, cậu yên tâm. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu cả đời. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Chính mày đã dụ dỗ anh Cao nên anh ấy mới bỏ tao đúng không? Cô nói kiểu gì vậy? Tôi và anh Cao đã ly hôn với nhau rồi. Giữa chúng tôi không còn bất kỳ mối quan hệ gì cả. Lần sau cô đừng đến tìm tôi về những cái chuyện này nữa. Mày mau gọi cho anh ý. Nói anh ý quay lại với tao đi Nguyên. Cô làm cái trò gì vậy hả? Tôi đã bảo là giữa tôi và anh Cao không còn mối quan hệ gì rồi cơ mà. Mày mau gọi cho anh ý đi nhanh lên. Nếu không ý, ngày hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao đã cho mày cơ hội rồi. Nhưng mà mày không nghe tao thì ngày hôm nay mày sẽ phải chết. Xin lỗi. Là tại anh đã khiến cho em có một cuộc sống đau khổ như thế. Anh không biết tại sao anh lại làm như vậy nữa. Bây giờ em không trách anh ở đâu. Em không trách anh nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Nam là một người tốt. Anh đã nhìn thấy cách cậu ấy chăm sóc anh. Anh có thể yên tâm để em cạnh cậu ấy rồi. Anh đừng có nói như vậy. Nghe anh nói này. Sau này anh quên anh đi.
Đừng nhớ đến một thằng khốn nạn như anh. Anh Cao. Anh Cao. Anh Cao. Em đừng khóc. Anh Cao ơi. Anh Cao. Anh Cao. Mẹ ơi, ngày hôm nay con và anh Nam đến đây để thông báo với mẹ là My đã bị bắt rồi. Bây giờ bên phía công an đang triệu tập để điều tra, để đưa ra hình phạt thích đáng mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con với Nam nhiều lắm. Cũng may có hai đứa giúp mẹ lấy lại công bằng cho Cao. Chứ mấy tháng qua mẹ không sao ngủ được, cứ lo lắng mãi là không bắt được cô ta. Nhờ có hai đứa giúp thế này, Cao nó ở dưới suối vàng cũng được yên nghỉ. Mẹ không cần phải cảm ơn bọn con đâu. Đây là trách nhiệm mà bọn con cần phải làm mà. À mẹ này. Cái gì thế? Thời gian tới mẹ đến ở cùng với bọn con cho vui nhá. Nhưng mẹ ở căn nhà này cả đời rồi, chuyển đi nơi khác mẹ không quen. Nhưng mà mẹ cũng biết rồi đấy, con và anh Nam cũng sắp kết hôn với nhau. Bây giờ công việc của hai bọn con cũng bận rộn. Mẹ đến ở cùng bọn con cho vui mẹ nhá. Nhưng mà... Thôi mẹ đến ở cùng bọn con đi. Với lại sắp tới bọn con còn sinh em bé nữa. Mà lúc đấy nếu như mà để con của bọn con cho người ngoài trông thì thật sự là bọn con không yên tâm một tí nào. Với lại bây giờ con cũng chỉ có mỗi mình mẹ là người thân thôi. Thì mẹ đến ở cùng với con đi nhá. Lan Anh nói đúng đấy bác ạ. Bác chuyển đến ở với chúng cháu cho vui. Thôi được rồi, để mẹ thu xếp chuyện nhà cửa rồi mẹ đến ở với hai đứa nhá. Con biết ngay mà, chỉ có mẹ là thương con nhất thôi. Em cảm ơn anh, bởi vì anh đã ủng hộ mọi quyết định của em. Em biết là khi mà mình đưa mẹ về đây sống cùng với chúng ta thì hơi ích kỷ. Nhưng mà... Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, vì chúng ta là một gia đình mà. Với lại anh thấy mẹ đến ở với chúng ta cũng tốt. Thì người đàn ông duy nhất ở trong nhà có thể cõng em được không? Thế nhưng em cảm thấy mỏi chân quá, không thể nào mà đi nổi. Được chứ. Em cảm thấy thật may mắn khi có anh ở bên cạnh. Anh đã cho em được một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Vì em xứng đáng có được điều đó mà.